Ok, Tôm Nam xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Các bạn đã click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Ngày hôm nay tại Lai Châu mình thì mẫu xe Yamaha MT15 phiên bản mới của năm 2021 đã về với đại lý các bạn nha. Mình sẽ quay cận cảnh chi tiết giới thiệu đến các bạn cái mẫu xe này. Với những bạn nào quan tâm, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Sau đó cũng sẽ báo giá cụ thể ở thời điểm hiện tại các bạn nha. Báo giá cụ thể luôn đầu tháng 6 năm 2021 để với những bạn nào quan tâm lưu ý lưu tâm đến đại lý để có thể xem xe cũng như là có cho mình cái trải nghiệm thích thú nhất với mẫu xe Yamaha MT15 ở đây. Tổng thể thiết kế là Naked Mind rồi, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Đập vào mắt chúng ta vẫn là những cái gì đó ở phần cặp cuộc upside down màu vàng đồng, khá là ấn tượng và bắt mắt. Lượng hàng về cũng khá nhiều các bạn nha, các bạn có thể thoải mái lựa chọn kể cả mẫu xe Yamaha R15V3 luôn. Phía trước của xe đây các bạn có thể theo dõi, với kiểu dáng của những cái đôi mắt của những con mãnh thú nhìn khá là ấn tượng, bắt mắt. Kiểu dáng thiết kế này chỉ có duy nhất trên mẫu xe MT15 là mình thấy rất đẹp thôi. Đèn pha bi cầu phía trước, các bạn có thể theo dõi, hai đèn xi nhan tách biệt sang phía trên hai bên. Kiểu dáng thiết kế thì vẫn tương tự, mình có thể điểm qua một chút đấy các bạn như vậy. Cầm nắm vào cái phần phuộc phía trước của xe này cũng rất là thích thú đấy. Với hệ thống cặp cuộc upside down màu vàng đồng ấy, đem đến một cảm giác là vận hành êm ái hơn khi các bạn đi vào đường sóc. Kết hợp với đó ấy, là tăng tính thẩm mỹ, tính hiện đại và tính năng đáng đồng tiền trên mẫu xe Yamaha MT15 này. Hiện tại mẫu xe MT15 vẫn chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn nha. Đây tem xe đây, các bạn có thể theo dõi. Một bộ tem hoàn toàn mới trên mẫu xe này, nó để phân biệt với cái phiên bản cũ. Hiện nay mẫu xe này thì theo như mình được biết ấy, thì Yamaha có tinh chỉnh lại một chút ở phần động cơ, đem đến một cái hiệu suất là hoạt động cao hơn, bền bỉ hơn so với khối động cơ của năm 2020. Tuy nhiên ấy, qua đánh giá trải nghiệm thì nó cũng vẫn chưa có gì là đáng kể lắm, nó chỉ một chút thôi các bạn nha. Bộ xe thiết kế thể thao, đuôi xe thì ngắn ngắn cụt cụt, lốp thì khá là to bản luôn, các bạn có thể theo dõi. Rất to bản các bạn nha, 140 cho phần lốp sau của xe. Hệ thống đèn xi nhan được tách rời sang hai bên ở phần dè chắn bùn phía sau này. Đèn hậu thì được bằng đèn LED này, cũng rất là nhỏ gọn. Có thể nói là với những bạn nào mà thích cái kiểu dáng thiết kế của mẫu xe Yamaha MT15 này và thích với một phong cách Naked Mind thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái mẫu xe này để làm phương tiện di chuyển cho mình. Bộ máy của xe cũng làm được rất hầm hố ở đây, tuy nó nhỏ thôi, 105 phân khối, cho ra công suất vào khoảng tầm 19 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại vào khoảng tầm 14,7 Nm tại 8.500 vòng trên phút các bạn nhé. Bình xăng thì tạo cảm giác ôm rồi, hơi chồm chồm về phía trước, tay lái thì vừa phải, đem đến một cảm giác lái rất là thích thú luôn. Mặt đồng hồ thì full LCD hoàn toàn, các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn tương tự. Hiện tại thì mẫu xe này vẫn trang bị hệ thống chìa khóa thường, chứ chưa được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh giống như đối thủ trong cùng phân khúc. 2,09 lít trên 100 km là mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này. Tuy nhiên ý, tùy vào điều kiện thực tế các bạn trải nghiệm thì cái phần tiêu hao nhiên liệu nó sẽ có sự chênh lệch khác nhau các bạn nha. Cơ bản nó sẽ nhỉnh hơn một chút khi các bạn đi vào những đoạn đường xá mà gồ ghề hơn một chút. Mức tiêu hao nhiên liệu này gần như là lý tưởng rồi, các bạn duy trì ở cái phần phân khúc là 50-60 km/h, duy trì mãi như vậy thì cái mức tiêu hao nhiên liệu mới là 2,09 lít trên 100 km. Các bạn có thể nhìn ngắm trên màn hình cho mình nha. Hiện tại thì mẫu xe Yamaha MT15 này có trọng lượng là 133 kg, cũng khá là nặng. Bình xăng với dung tích là 10 lít, lốp trước như mình đã nói rồi 110/70 và lốp sau là 140/70. Kích thước lốp thì vẫn tương tự như phiên bản cũ mà thôi. Với cái mẫu xe này nó sẽ có thêm cái phần mỏ cày phía trước để che phần máy của xe, tránh các cái việc va đập từ những cục đá xung quanh đường va phải phần máy của xe, cũng là một cái điểm nhấn quan trọng cho mẫu xe MT15 ở đây. Đây phía trong đây các bạn có thể theo dõi còn rất nhiều những phiên bản kể cả R15V3 nhé. Hiện tại thì mình thông báo giá đến các bạn luôn, mẫu xe Yamaha MT15 phiên bản mới của năm 2021 này hiện nay về đại lý với phiên bản màu đen nhám bóng, giá bán hiện tại vào khoảng tầm 70 triệu đồng. Giá bán mình báo đến các bạn là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Trong khi đó R15V3 giá bán cũng tương tự, về với số lượng hàng rất nhiều, cũng là 70 triệu đồng các bạn nhé. 70 triệu đồng để các bạn có thể theo dõi. Ngoài ra còn một mẫu xe TX ở đây giá bán vào khoảng tầm 68 triệu cho anh em nào quan tâm. Về cơ bản thì lượng hàng rất nhiều, anh em nào đến với trực tiếp đại lý để xem xe cho mình.
tại Yamaha Mạnh Đạt các bạn nha. Hiện tại thì mình quay cái cận cảnh mẫu xe này ấy, với địa chỉ là Yamaha Mạnh Đạt, với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn hoặc là siêu thị Hương Long. Rất nhiều bạn quan tâm theo dõi tới video của mình cũng đã biết qua đại lý rồi. Mình có thể nhấn mạnh một điều ấy, về phần ưu điểm mình đánh giá là có với những bạn nào mà yêu thích dòng xe Naked Bike thì đây là mẫu xe cũng rất đáng để quan tâm ở thời điểm hiện tại. Cho cảm giác lái rất là ok này, kết hợp với đó là rất nhiều những tính năng tiên tiến. Bộ máy là 155, trang bị van biến thiên VVA, cho ra công suất mô men xoắn là đủ dùng các bạn nha. Cũng rất là phấn khích luôn. Cùng với đó là kiểu dáng thiết kế thể thao phong cách Naked Bike. Đáng giá nhất vẫn là cái hệ thống cặp cuộc upside down màu vàng đồng, tăng tính thẩm mỹ cho xe. Như mình nói rồi, nó động cơ máy của xe đã ok rồi, nay được tinh chỉnh lại một chút đem đến một cảm giác ok hơn. Hộp số thì bố 6 cấp số, bộ ly hợp chống trượt bánh các bạn nha, slipper clutch này, giúp cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều. Giá bán là cái điều cuối cùng các bạn nên quan tâm. Chỉ 70 triệu cho cái mẫu xe này mình nghĩ là rất là phù hợp cho dòng xe Yamaha MT15 ở đây. Còn về phần nhược điểm thì mình vẫn phải nói đến các bạn trên cái mẫu xe Yamaha MT15 này. Ngoài cái phần thiết kế không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản của năm 2020 thì hiện tại Yamaha MT15 là cái mẫu xe chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS cho phần bánh trước cũng như bánh sau của xe, trong khi các đối thủ đã được trang bị rồi, ít nhất là một kênh các bạn nha. Bộ máy của xe đây, tem xe thì không có quá nhiều thay đổi so với bản cũ đâu, nó chỉ thêm một chút ít thôi, không có quá nhiều điểm khác biệt, nên là cũng một điều mà mình mong muốn rằng Yamaha MT15 lên có những cái sự thay đổi. Tuy nhiên ấy, ở phiên bản màu sắc khác thì có thêm cái phần màu sắc để tăng cái điểm nhấn cho xe. Bộ máy của xe thì không có sự thay đổi quá nhiều, chỉ tinh chỉnh một chút ít thôi. Và hiện tại cái mẫu xe này vẫn chưa được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key giống như đối thủ trong cùng phân khúc là mẫu xe GSX S150, các bạn có thể theo dõi. Còn tóm lại một điều mình kết luận ấy, với những bạn nào yêu thích dòng xe Naked Bike thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe này làm phương tiện di chuyển cho mình. Bản thân Top 5 thì Top 5 sẽ nghiêng về với dòng xe Sport Bike hơn, bởi cái sở thích của mình ấy là thích những dòng xe Sport Bike đem đến một cảm giác lái là nó hầm hố hơn, dần rất giống với những mẫu xe phân khối lớn các bạn nha. Đó là một số thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video ngày hôm nay về mẫu xe Yamaha MT15. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Top 5 nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.